đi đi bỏ phần vô hành tím. Đây là quang cảnh của nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà. Thì mấy chị em mình ra sớm trước khi máy bay hạ cánh, cho nên đứng chờ đợi rất là lâu.
Và bây giờ mình sẽ quay xung quanh đây cái cảnh mà chờ đợi người thân mình đi ra đó, phải đợi lắm, ít nhất là phải 2 tiếng nha cả nhà. Cho nên là mình thì rất sợ đi trễ, sợ em mình nó đứng nó tìm không có, cho nên mình ra hơi sớm một chút. Thì phải ráng đứng đợi ở đây nè. Thì ở đây thì nó ra tới 2 cửa, là người ta cho ra 2 cửa, cho nên mình phải quan sát cửa bên kia và cửa bên đây để mình quay cho nó trọn clip ha. Rồi bây giờ mình đã thấy em mình rồi, dẫn theo 2 đứa con gái về đây. Thì mình chờ đợi nãy giờ cũng 2 tiếng hơn đó các bạn. Đây hai chị mình ra đón em. Và đây các bạn hãy làm quen với em mình, cũng là một YouTuber ở bên Canada, ở thành phố Toronto. Kim Bình cuộc sống Canada. Nếu như các bạn nào mà có xem kênh của mình thì bây giờ sẽ hãy ủng hộ thêm một kênh nữa của em mình nhé. Đây chị lại đem quay cho. Gì? Hả? Quay nè. Rồi bây giờ mấy chị em mình sẽ đưa 3 đứa con của em mình từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà nha các bạn. Căn hộ mà mình đã thuê đó thì về đó thì thoải mái hơn. Và các bạn hãy xem tiếp cuộc hành trình về Việt Nam chơi của Kim Bình cuộc sống Canada qua kênh của Kim Hòa Phát Sành nha. Đúng rồi đó, rồi sát cửa luôn.
Vô đây con. Vô đây, mời ba má con. Rồi, welcome, tô cơm ăn dì Bình và hai cháu. Để đây. Để đó đi con. Để ba hai bố qua lên trên kia đi. Chụp hình. Rồi đó. Lâu quá đã qua mười mấy năm rồi ha. Nó dì qua quay cho mình. Nó dì qua quay. Thôi dì qua quay đi, quay em đi. Cái đầu kìa, làm cái đầu lại. Không có kiến. Kiến ở trong nhà tắm á. Ôi. Đây, diễn giải. Diễn giải sao? Đây, welcome. Welcome dì Bình. Ở đây là chính chị em. Welcome dì Bình. Chính chị em còn lại. Đây nè. Chính chị em còn lại đi ghê. Chính chị em ở đây. Nó còn lại cái mày. Chưa có người nào hết trơn mà. Chính chị em. Chính chị em. À, rồi cái chữ đây nữa. Là dì Bình, welcome dì Bình, home dì nhà. Em cái chữ hả? Ừ. Dì nè. Hai cháu. Home dì Bình này. Hai cháu nè. Welcome dì Bình chị nhà. Hai cháu nè. Nói đi con. Ê bà đó, được người Việt Nam đi nhiều lắm. Để cho nó êm mồ hôi đi rồi tắm luôn. Đừng tắm nha. Bị ấm ảnh vụ đó rồi sao? Ở đây có nước không? Có nước tối hả? Xong. Ừ, Việt Nam á thì giờ là hên đó nha. Nay bảo nè. Nay bảo mấy không có nắng chứ nắng còn mệt nữa. Năm mấy ở đây mấy gì mà hễ mà đi là cả nhà của kênh Kim Hòa Fashion, đây là Kim Bình cuộc sống Canada, em của mình mới về đây ăn Tết. Giới thiệu cho mọi người bên kênh kia ta biết là Kim Bình là em của Kim Hòa đó. Và sau khi về đến nhà được bình an rồi thì bây giờ mấy chị em mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi hẹn với lại tất cả các bạn những clip sau sẽ có nhiều chuyến du lịch và những ngày Tết sum vầy của gia đình của mình. Rồi bây giờ một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Bye bye.